Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã thăm Mỹ từ ngày 21 tháng 7. Tại thủ đô Washington DC, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có các cuộc làm việc với cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng John Kerry, ông Thomas Shannon, Phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách đối ngoại Tony Blinken, Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy và Thượng nghị sĩ John McCain. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã có cuộc trao đổi làm việc với ông Kenneth Wallach, Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia NDI và ông Mark Green, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế IRI. Thay mặt Ngoại trưởng John Kerry, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã tới chào, chuyển lời thăm hỏi của Ngoại trưởng và trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Tại các cuộc gặp với quan chức Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thông tin về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ đối tác toàn diện, theo tinh thần tuyên bố chung vào tháng 7 năm 2013 giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh quyết tâm của hai nước trong việc khép lại quá khứ, mở ra tương lai, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, nhất là trong năm 2015, kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Đánh giá cao những thành tựu trong triển khai thực hiện các nội dung của tuyên bố chung trong năm qua, nhấn mạnh hai bên cần tích cực cùng nhau triển khai những biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi, mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, hạn chế các rào cản thương mại, khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm việc tẩy độc môi trường, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tìm kiếm quân nhân của hai bên bị mất tích, giả phá bom mìn. Khẳng định Việt Nam hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị hoan nghênh đóng góp của các nghị sĩ đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Mỹ, tăng cường thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mỹ, khuyến khích quan hệ giữa các địa phương của hai nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng trao đổi cởi mở với cách tiếp cận xây dựng xung quanh mối quan tâm của các nghị sĩ về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trong buổi làm việc với Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia NDI và Viện Cộng hòa Quốc tế IRI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu bật ý nghĩa của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia theo tinh thần tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ. Trong đó, hai nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước. Trên tinh thần đó, đồng chí hoan nghênh những bước đi ban đầu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu khả năng trao đổi giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng tham chính ở Mỹ trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ thể hiện tinh thần trọng thị và vui mừng được đón tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lần đầu tiên sang thăm, nhấn mạnh Mỹ luôn coi trọng vai trò của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế, cũng như trong quan hệ Việt Nam-Mỹ, đánh giá cao những tiến triển thực chất đã đạt được và những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Là một quốc gia có quyền lợi và trách nhiệm, Mỹ khẳng định tiếp tục coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tổng thể chiến lược chung của Mỹ, nhấn mạnh quyết tâm đẩy nhanh tiến trình đàm phán để có thể hoàn tất Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP trong năm 2014 và khẳng định Mỹ sẽ dành cho Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực và sự linh hoạt trong lộ trình thực thi các cam kết. Các vị lãnh đạo Thượng viện Mỹ bày tỏ tình cảm thân thiết với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định Mỹ coi trọng vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các vấn đề khu vực. Quốc hội Mỹ ủng hộ chính quyền tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ với Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc, phía Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng gần đây tại Biển Đông, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời khẳng định Mỹ quan tâm và có lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, trong đó có vấn đề tự do và an toàn, an ninh hàng hải ở Biển Đông. Đánh giá cao những biện pháp đấu tranh hòa bình mà Việt Nam đã thực hiện vừa qua, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, ngăn chặn nguy cơ gây căng thẳng, đối đầu và xung đột.